tại hồi chiều hôm qua Phương với mẹ mình có bắt dính được con rắn á, nên cái chiều hai mẹ con có đem mấy cái lợp ếch đi theo cái lúa nè cả nhà. Nhưng mà mình không có bẫy ếch, mà mình định là thử với mồi bẫy rắn dưới nước á, rắn chung á cả nhà. Thì hôm nay hai mẹ con mình đi thăm, cả nhà cùng thăm với hai mẹ con mình nha. Cái này còn mồi cả nhà ơi. Phương cắt cá với lại là lươn, với trộn thêm một số gia vị vô nữa, đặt dọc theo cái đường lươn mà. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con thử làm luôn á. Hôm qua bắt được con rắn hổ hành đó, xong cái suy nghĩ làm thử coi nó hiệu quả không. Màu vậy nữa. Ê, đây có cái ọc. Hai trái luôn. Chín không? Ăn được rồi, dạ nè. Cái này. Cái này còn hơi cứng. Ăn trái. Ấy, ăn trái rồi nha. Này phải cứng cho. Này ăn được nha. Ăn mấy con mềm chưa? Hey, mời cả nhà nha. Còn cứng không à? Nhưng mà cứ à. Ối này ối ruộng nè cả nhà. Ối ruộng. Ối ruộng. Ối cỏ. Ừ, ối cỏ ta tự cái hột nó tự mọc lên á. Ối kim trầm để con đẻ ra thì cho mẹ luôn. Ôi mẹ không ăn nữa, nó còn nó chát. Bé tan hỏi lắm. Ôi ôi, quá trừng bông luôn nè nha. Trời trời luôn nè. Hết biết mùa này nửa trái cho mà coi. Nè. Bông ổi nè, bông này bông con nè, bông này bông nở nè cái nè. Hết biết bông luôn nè. Ôi cây này ơi. Năm trước nó còn nhỏ nhỏ. Năm nay nó lớn mà ôm chặt ít hết mới nhánh rồi đó. Không thôi giờ nó bự lắm, bự luôn. Mấy cái nhánh già. Ô dở quá. Đây là lần đầu tiên con thí nghiệm luôn cả nhà, không biết là có hiệu quả không. Nếu như mà có hiệu quả, có dính á, thì cô mới đăng video này lên. Hy vọng là sẽ có nha. Ôi ôi bự. Con tưởng là hai con không á. Nè. Ôi. Ôi ôi. Bự quá luôn cả nhà ơi. Con rắn này là rắn nhất rồi đó. Mồi nè, để đổ mồi nha. Bỏ ngược cái vô. Con nó hết biết ngon luôn. Con này là con rắn chung, nó quý ở cái mặt của nó, với lại là thịt của nó ăn cũng nên thuốc nữa. Thường á thì người dân mình nó lấy mặt của nó để bỏ vô dầu gió xanh đấy chị cái gì ta, bị heo á, bị xỉm á, dưới mũi à, dưới mũi á. Nhìn tiếp con để sót nha. Con đặt dọc đây nè, con đặt dọc dọc theo cái này. Hôm qua trễ rồi, cái cũng ớt mồi xong rồi, cái đợi nó ngắm xong rồi em đi luôn.
không dính à. Nên cũng không có biết tình hình làm sao. Ê, vô bắt. Bự kinh khủng con nè, mà con nhìn nãy giờ sao mà hai con không ta, tính đâu hai con không à? Nó làm một cục tròn vo luôn á. Ôi Trời ơi. Là cái nhà. Thêm một con nữa nha. Vậy đủ rồi hả ta? Để lên trên lại nữa. Ông ấy đem cái cây theo móc lại vô tay luôn. Rồi đủ rồi cả nhà ơi. Dính được à. Ba con à, con to nha, con nhất luôn á. Hai con nữa, con này nhỏ. Ồ, con này khổng lồ luôn. Lấy hồi con vô con căng con thử coi con này nặng bao nhiêu. Thấy bự quá trời luôn á. Rút à. Quá trời. Trời ơi, đây cả nhà ơi, được hai con gắn chung nhất luôn. Ồ, con này sọc trắng nữa nè. Chứ con này nhỏ hả? Đây, rút xuống lỗ nẻ. Đây, rút xuống lỗ nẻ mẹ ơi. Tiếp trắng. Ê, mẹ mở cái. Mẹ mở cái lạp ra. Mẹ, rút cái mẫu nó vô. Lên nè. Vô luôn. Được 3 con cái nhà ơi. Cả nhà ơi, thành quả thì mình được 3 con.
Thì Phương với mẹ mình đang nướng nội ở trên than hai con. Còn ở đây một con nè, con này nó cũng không lớn mấy, giờ Phương thả nó lại nha cả nhà. Đây cả nhà, giờ Phương thả con này nha cả nhà. Cho nó đi. Nướng xong rồi cả nhà ơi, hôm nay sẽ mời cả nhà ăn gắn nướng mọi với xoài nha. Có nơi gọi là xoài mà ở quê Phương á, người miền Tây á, thì gọi là xài xài không à. Xài chua cả nhà. Chung lâu lâu mình ăn lần cho nên thuốc cả nhà có dẹp á thì mình cứ thử nướng mọi nướng cái nó giòn lên nó thơm dữ lắm. Thịt cứ ra xới xới gặp chứ xài. Đây cả nhà, mình chấm muối ớt với xài, mời cả nhà nha. Ngon quá, ăn cái vợ còn ngon lắm rồi. Cái này mình phải ăn nóng. Xé trên cái lưng của nó. Ăn đại đồng luôn má cũng căng à. Gió. Gió là nó cay bay bay. Má. Nhưng mà mình cạo nó ra rồi á, ở trong nó mới giòn nó thơm ạ. Này có người bầm ra. Giòn rồi tới đâu hả? Chưa vậy? Chưa rồi. Rồi làm ngắn rồi với thịt chẳng nắm nè, thịt nè, nguyên cộng nguyên liệu vô quá cả nhà. Tôi rồi cái này cũng hiệu quả thêm nè. Cái bờ thôi bỏ, cái dưới nhục đúng rồi. Cái này Phương làm thí nghiệm
Thành ra là đặt cái bờ cũng gần nhà thôi. Chiến kế mình làm kỹ hơn. Có ăn lại cái này cũng được á, cũng ngon á mẹ. Nay hai mẹ con mình bẫy gắn về nướng mọi đãi cả nhà. Cả nhà xem đến đây hương tình cho hai mẹ con mình xin một lượt like và lượt đăng ký ủng hộ hai mẹ con nha cả nhà. Chua à? Hai chua quá. Ăn không ấy? Thế nó không mà cái nhà ấy. Tại này con khoái sợ chua. Ừ. Có. Bếp trời luôn. Có chịu về bờ rừng với ngủ.